Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Trúc làm cái món cua Cà Mau sốt me rang me. Thì bây giờ là hôm nay Trúc mua hai con cua thịt, mà cái càng của nó Trúc tách ra lại vì lúc mà làm thì Trúc để trong ngăn đá đừng cho nó chết, để vì Trúc không có dùng cái dao để Trúc đâm vô con cua để cho chết, mà mình để trong ngăn đá thì nó bị tê và nó chết luôn, thì chúng ta sẽ dễ làm hơn. Thì chúng ta bẻ càng bẻ đồ ra. Và bây giờ Trúc sẽ thực hiện là chiên cua, và sau đó chúng ta sẽ là sốt me. Sau đó mình sẽ cho cái phần cua mà sau khi mình chiên sơ xong đó, thì mình sẽ bắt bếp lên và mình cho dầu vào. Sau đó mình phi tỏi cho thật thơm, xong rồi chúng ta sẽ đổ phần cua vào, chúng ta xào, chúng ta nêm nếm gia vị và chúng ta cho cái phần nước me chúng ta sốt nha. Xào với cái phần tỏi chúng ta phi thơm, và chúng ta cho cái phần cua mà chúng ta đã chiên sơ vào. Chúng ta sẽ bắt đầu sốt me. Hai con cua này thì Trúc mua là 750 g, người ta bán là bữa nay là hai con cua này là 140 nghìn. Mình mua thêm củ hành tây, mình mua thêm me về mình làm nước sốt, mình sốt me, sau đó mình sẽ chấm với muối tiêu chanh, mình rất là ngon. Mình chấm với bánh mì, mình mua thêm bánh mì về, mình sốt me chua chua ngọt ngọt và mình chấm với bánh mì mình ăn rất là hấp dẫn, rất là thơm. Cái phần nước me mà Trúc làm á, thì cái phần nước me mình làm cái me thì Trúc sử dụng cái me mà nghèo tại nhà cho nên nó có phần mè ha. Trúc làm cái nước me là có đường me nè, cái chua chua ngọt ngọt. Chúng ta có thể nêm thêm cái gia vị, ví dụ như bột nêm hoặc là chút xíu nước mắm cho nó thơm, thêm đường, thêm me. Cái phần nước sốt me chúng ta nêm theo cái gia vị của mình, theo cái khẩu vị gia đình của mình là nó chua chua ngọt ngọt, chúng ta cho thêm, và đặc biệt cho thêm vào một xíu nước mắm để cho cái phần món ngon, món ăn của chúng ta nó sẽ thơm hơn. Chúng ta sẽ để lửa siêu riêu và chúng ta sẽ sốt cho nó kẹo lại, sau đó chúng ta sẽ cho hành tây vào và chúng ta sẽ thưởng thức cùng với là bánh mì với lại muối tiêu chanh thôi em. Thì sau khi mà cua thì chúng ta nêm nếm gia vị nước me xong á, cho hành tây vào, chúng ta sẽ xào sốt chung lại với hành tây cho nó thơm và ăn với chấm với bánh mì rất là ngon. Và chúng ta nên là khi mà cái nước dùng mà nó ngon, nó sệt sệt lại rồi đó, chúng ta muốn nó sệt hơn, nó đặc đặc để chúng ta chấm với bánh mì ăn cho nó ngon, thì chúng ta sẽ quậy một miếng bột năng chung với nước, thì chúng ta sẽ cho vào, thì cái nước dùng của chúng ta nó sẽ sánh lại, nó sẽ sệt lại, sẽ nó rất là ngon. Thì chúc cho cái bột năng vào, cái phần nước bột năng vào để cho nước dùng chúng ta nó sánh, nó sệt lại. Chúng ta chấm với bánh mì nó sẽ bắt hơn. Này thì chúng ta có thể là cho một miếng tiêu vào thì nó sẽ hấp dẫn, nhưng mà Trúc làm cho bé ăn cho nên là Trúc hạn chế để tiêu để cho bé ăn nó được ngon. Và sau khi chúng ta cho cái phần bột năng vào thì các bạn sẽ thấy cái phần nước sốt me của chúng ta nó sẽ sệt sệt lại ha, nó sánh lại, nó sệt lại, thì chúng ta chấm với bánh mì ăn rất là tuyệt vời. Và bây giờ là món ăn của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta bắt xuống và chúng ta sẽ dọn ra, chúng ta dùng để bánh nha. Đây, món ăn của ta chúng ta đã hoàn thành. Thì cái món cua rang me này, cua sốt me này chúng ta dùng với muối tiêu chanh. Chút là muối tiêu chanh là gồm có muối, ớt với lại chanh và tiêu, và cho xíu đường vào, nặn chanh vào thì nó chua chua
mặn mặn nó ngọt ngọt. Chúng ta kết hợp với lại bánh mì ăn với cái phần cua rang me này thì nó có vị chua chua, ngọt ngọt, nói cái thèm. Và chúng ta chấm vào thì nó hòa quyện lại, phần thịt cua thì nó ngọt và nó có vị chua nhẹ kết hợp với vị mặn mặn của muối tiêu, nó cay cay thì ăn rất là tuyệt vời. Vì cái phần muối tiêu này Trúc làm riêng thì các bé thì có thể chúng ta có thể là không cần chấm, bởi vì trong này nó cái vị nó cũng rất là vừa rồi, nó có vị ngọt ngọt và chua chua thì các bé có thể ăn được, ăn kèm với bánh mì. Thì cái món này rất là dễ ăn và tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta đều dùng được, từ các bé, người lớn, và đặc biệt là ăn nó không có bị ngán, bởi vì nó có vị chua nhẹ kết hợp với vị ngọt ngọt, cho nên chúng ta ăn chúng ta cảm thấy rất là bắt. Và cái món này rất là dễ làm, rất là đơn giản. Với hai con cua hôm nay Trúc mua chỉ có 140.000 thì chúng ta có được một cái bữa ăn rất là ngon và rất là đổi vị trong cái dịp cuối tuần. Và xin chào các bạn ha, hẹn các bạn trong những cái video gần nhất nha.